Rồi ok, xin chào các bác. Thì trước mắt các bác đây là mấy con điện thoại dòng S bên Samsung. Đây là con S10 5G này, con S20 5G và đây là con S21 cộng 5G. Thì mấy con máy này em mượn ở bên bác Dũng Sky. Cái số điện thoại của bác ấy em để trên màn hình nhé. Các bác muốn mua máy thì có thể liên hệ trực tiếp với bác ấy, chuyên phân phối các dòng điện thoại sách tay hàng. Hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp với em cũng được. Thì mấy con máy này em mượn cũng khá là lâu rồi, gần 2 tuần rồi các bạn. Cũng mang nó đi chụp ảnh rồi trải nghiệm này nọ, mục đích cũng để mà xem là ba con này nó hơn kém nhau gì, và chủ yếu thì các bác cũng biết rồi đấy, mấy con máy này cũng không phải là mới gì nữa, các review khác họ cũng review chán chê rồi. Em mượn về chủ yếu là em mang đi em chụp ảnh để so sánh ba con này với nhau thôi, và so sánh cả với con LG nhà mình nữa, đây LG G8 này. Cho nên là cái bài trên tay này em cũng gần như là không có cái gì để mà nói thêm nữa, ngoài việc là cho các bác xem là cái thiết kế nó đang như thế nào. Đây các bác có thể thấy này, đây là con S10 5G này, đây có thể bác có thể thấy này, đây là cái trái của nó này, cạnh trên này, đây có cái sim lỗ mic này, đây là cạnh phải này, đây các bác có thể thấy không, đây là cạnh dưới này. Thì cái đời S10 này cái cạnh dưới họ làm vẫn chưa được cân đối cho lắm, có cái lỗ thò lỗ thụt này. Đó, thì nó đơn giản đấy thôi. Rồi tiếp theo là cái con S20 5G đây, thì các bác có thể thấy này, đó đây là mặt sau này, kính vẫn rất là lồi, khá là lồi. Nó tuy nhiên là nó sẽ không lồi bằng cái dòng Note đâu, và đây là cạnh phải này, đó cạnh trái này, cạnh trái không có gì hết. Đây là cạnh trên này có sim một lỗ mic, và đây cạnh dưới cái con S20 5G này, nó cái cạnh dưới họ đã làm rất là cân đối rồi. Đây các bác thấy này, nó rất là thẳng hàng rồi đó, rất là đẹp. Nói chung là cái con S20 này em cầm nó rất là nhỏ gọn, nó thậm chí còn nhỏ gọn hơn cả con G8 này. Đây các bác có thể thấy này, nhỏ gọn hơn cả con G8 này, cầm sướng lắm, cầm rất là nhỏ gọn. Em nghĩ là con này sẽ thích hợp với phụ nữ dùng hơn. Rồi còn đây là cái con hầm hố hơn, đây là con S21 cộng 5G. Thì cái mặt lưng của nó bằng kính nhám ấy, dùng cũng khá sướng, rờ khá là thích, và nó ít để lại dấu vân tay hơn. Và đây là cái cạnh phải của nó đây, đây cạnh trên này, cái trên con này tự nhiên lại có hai cái lỗ mic à cái này em chưa tìm hiểu lắm, như hai lỗ mic. Cạnh trái không có gì cả. Và đây là cái cạnh dưới, thì khai sim họ để cạnh dưới, và cái việc họ làm cũng khá là cân đối rồi, không bị thò thụt nữa rồi. Rồi ok, đây là cái màn hình của nó đây. Đó thì em sẽ nói luôn về cái phần màn hình ấy. Thì tất nhiên là sau những cái đời sau ấy, chất lượng màn hình nó sẽ càng tốt hơn thôi, đó là chuyện đương nhiên. Thì em đang thấy là cái con như ở đây này, em thấy là cái con S10 5G ấy, nó có vẻ hơi ám vàng hơn một chút xíu so với những con khác này thôi, những con đằng sau thôi đó. Thì nhưng mà nói chung là màn hình ba con này đều rất là đẹp, đều không có gì đáng chê trách cả. Và cái công nghệ màn hình của họ ấy, thì đương nhiên nó cũng là cái dạng AMOLED thôi, nhưng mà mỗi hãng họ làm một kiểu cách khác nhau, cho nên là về độ đẹp thì em không thể bảo là cái này đẹp cái kia đẹp hơn được. Tuy nhiên thì em vẫn thích cái màn hình của cái con G8 nhà mình hơn, nó em cảm giác nhìn nó dễ chịu hơn. Em thấy là mấy cái màn hình của cái con bên Samsung họ làm nó kiểu ảo kiểu gì ấy. Nói chung là đó là việc của đánh giá cá nhân của em thôi, còn rất nhiều người vẫn thích cái màn hình của Samsung hơn là cái màn hình của LG, vì nhiều khi nó cho cái độ rực rỡ hơn ấy, kiểu như nó lịnh mắt hơn một tí ấy. Thì đó là cái tùy nhu cầu mắt của mỗi người nhé, cái đó thì em cũng không đánh giá. Thì đây cái màn hình của cái con S10 5G đây, họ làm cái cầm trước mô hình cái viên nhộng ở đây. Nói chung là con này cái họ làm con trước này là em thấy khá là xấu, các bác cũng thấy đấy. Đối với em thì cái màn hình cứ có khuyết tật là em thấy xấu rồi, tuy nhiên thì xấu ít hay xấu nhiều thôi. Đến nữa là cái con S20 đây, thì họ làm cái đục lỗ nhỏ đây, trông nó còn khá gọn hơn một tí, và các bác thấy này, nó cũng khá là cân đối rồi. Cái cạnh trên nó hơi dày hơn cái cạnh hai bên một tí nhé, còn cái cạnh dưới này cũng dày hơn rất là nhiều. Đó, nó cũng chưa phải nói là màn hình
cân đối hẳn lắm. Đặc biệt là cái con S10 này thì cạnh trên này nó dày hơn hẳn hai cạnh bên, và cạnh dưới này lại dày hơn hẳn nữa, nó cũng khá là mất cân đối. Được một cái con S21 cộng này này thì nó cho cảm giác cân đối hơn. Đó, cạnh trên và cạnh hai bên họ làm đã bằng nhau rồi, chỉ có mỗi cạnh dưới là hơi dày một chút xíu thôi. Tuy nhiên thì điều này vẫn khá là cân đối rồi, khá là chấp nhận được. Đó, rất là cân đối, đẹp, cầm khá là sang chảnh các bạn. Đó. À, được cái đây các bác thấy này, con này có thể double tap để mà tắt bật màn hình này. Đó, đó. Còn cái con mấy con này thì chỉ có double tap để mà bật màn hình thôi, còn không có double tap để mà tắt màn hình được các bạn. Đấy, con S20 không có này. Con này thì có thể chỉ có double tap để bật lên thôi, cũng không có. Đây. Đây, không có tắt double tap để tắt màn hình. Đây, như con này thì có này. S21 có này. Đó, tắt màn hình này. Đó. Cái trò này thì bên LG nhà mình đã làm từ rất lâu rồi. Đây các bác có thể thấy này. Bật màn hình, tắt màn hình. Đó. Nhưng mà anh em nào dùng LG lâu rồi thì đương nhiên là sẽ không bao giờ có thể là không dùng cái tính năng này được. Bật tắt màn hình bằng hai chạm. Đó, rất tuyệt vời. Con S21 cũng đã có rồi. Chỗ này lại không được các bạn. Hay quá nhỉ. Nó phải ở màn chính mới được cơ. Không như bên LG nhà mình này, LG nhà mình kể cả lúc nào cũng có thể làm được như thế. Đó, các bác thấy không? LG nhà mình này kể cả nó đang ở cái màn hình khóa như này vẫn có thể tắt được. Còn con này thì ở màn hình khóa lại không tắt được. Đó. À, hay, cái này chắc là do phần mềm họ làm thôi, nó không sao, đó thì cũng bình thường thôi. Có cái để mà so sánh hơn một tí thôi, không vấn đề gì. Rồi. Thì vừa tặng em sẽ so sánh cho các bác về cái thiết kế rồi cái màn hình độ đẹp của nó thôi. Chứ còn về cái thứ nhất là về âm thanh này thì mấy con này đều có loa stereo hết nhé. Ba con này đều có loa stereo, còn nó chỉ em thấy nó cái độ to của ba âm thanh ấy thì nó cũng như kiểu xem nhau thôi các bác. Con này to hơn tí này, con này thấy một to hơn tí này, nhưng mà nhiều bác cũng khá là quan trọng cái loa ngoài ấy, thì em nghĩ là cái loa ngoài nó đủ to để mà nhận cái thông báo cuộc gọi tin nhắn là được rồi, chứ không cần phải ghê gớm cho lắm. Em chỉ thấy mỗi cái dòng Note của bên Samsung ấy, là cho cái chất lượng âm thanh loa ngoài nó khá là hay. Đó. Còn đương nhiên là về cái về âm thanh mà khi mình nghe tai nghe ấy, thì ba con này em thấy nó y chang như nhau thôi. Mỗi cái con là con S10 này này, S10 5G này, nó có cái có còn giữ lại được cái lỗ 3.5 thì nó sẽ tiện hơn thôi, chứ còn cái chất âm thanh thì nó như nhau thôi. Hai con này sẽ không còn jack 3.5 nữa các bạn. Các bác phải mua cái jack chuyển đổi hoặc là một cái tai nghe có cổng C để mà nghe nhạc. Đó. Thì cái dòng bên Samsung ấy thì đương nhiên họ không có DCR như bên LG nhà mình, nhưng mà cái chất lượng âm thanh cho ra cũng rất là ổn. Nếu như mà những cái tai nghe nhạc bình thường thì các bác có thể là nhiều khi các bác không thể mà phân biệt được là việc nghe nhạc trên cái điện thoại nào hay hơn đâu. Chỉ khi các bác là mà chiếu là các bác tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực nghe nhạc thì các bác có thể là thấy là cái bên LG nhà mình nó có DCR, nó sẽ có cái vượt trội hơn. Đó là vì cái người dùng khác biệt một tí thôi, chứ còn đa số người dùng bình thường thì iPhone vẫn là nghe ngon nhất. Thấy là như thế. Rồi, ok, đấy là cái phần âm thanh. Còn về phần pin ấy, thì đương nhiên các bác có thể biết được đấy. Em dùng ba con này thì không thể nào hết pin được. Trong vòng 2 tuần vừa rồi em cũng không thể sử dụng trực tiếp ba con này được, cũng chỉ mang đi test quay phim chụp ảnh so sánh nó với nhau thôi. Thì em thấy là ba con này pin nó đều rất là ổn rồi. Em nghĩ là cái vấn đề pin bây giờ nó không quá quan trọng nữa, vì nó rất là con nào giờ nó cũng pin nó họ làm cũng rất là tốt rồi. Đấy, nó không yếu xìu như hồi xưa nữa đâu. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm mà dùng thôi, pin nó rất là ổn. Đó, còn về cái phần mềm cái thứ đây về phần mềm cái thứ thì các bác có thể thấy này, nó đều chạy 10 hết rồi. Đây, như con này 10 này. Đây. 10 này. Đó. Con này mấy đây? Con này cũng 10 rồi này. Đó. Riêng về cái con S21 cộng này thì đã lên 11 rồi. Tuy nhiên thì cái giao diện về trong phần cài đặt này thì em thấy nó không khác gì nhau cả.
đó, và cũng rất là mượt mà thôi, bình thường hết, không vấn đề gì cả. Cái này em thấy không quan trọng cho lắm đâu. Rồi thế thôi, chứ ba con này em sẽ so sánh nó về cái phần camera là chủ yếu nhé. Camera thì em sẽ có một cái video ở ngay sau đây thôi. Thì các bác nếu mà quan tâm đến chất lượng camera của ba con này thì các bác đón xem cái clip sau nhé. Chứ cái clip này chỉ giới thiệu qua về cái về ba con này thôi, về cái thiết kế nó chủ yếu thôi, cầm sẽ cảm giác cầm nắm thôi, chứ còn chủ yếu ba con này em mượn về để em so sánh camera thôi. Còn trong ba con này thì đương nhiên là cái con S21 này cầm mượn sớm nhất rồi, và có thể là nữ dùng được, nam dùng được. Còn cái con S20 này thì nó rất là nhỏ gọn, cầm rất là chắc tay các bạn, và nó rất là sướng đấy. Cho nên các bác nếu mà mua cho vợ ấy, mua cho bồ ấy, thì mua con S20 thường này là đẹp rồi. S20 cộng à quên S20 thường thôi, S20 5G thôi, thì nó rất là nhỏ gọn và trông nó như kiểu nó mình cảm giác là nó khá là cân đối ấy. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên lạc với em hoặc với Dũng nhé. Rồi ok, cái clip này thực ra là em cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng mà thôi tiện thể có ba con ở đây thì em cầm lên để em làm so sánh cho các bác một chút xíu như thế thôi. Đấy, các bác bảo là bây giờ cái thế giới smartphone nó cũng quá là nhàm rồi, giờ nhiều khi em mượn một con máy về cũng chả biết dùng nó với cái mục đích gì ghê gớm lắm, đa số chỉ là lướt web rồi lướt Facebook rồi xem phim, nghe nhạc, đặc biệt là chụp ảnh nhiều, đa số là thế thôi. Chứ còn tất cả những con máy bây giờ đều mạnh hết rồi, và em thấy là các review Việt Nam mình, nhà mình cũng thế, chẳng có gì để nói nhiều về điện thoại nữa rồi. Giờ em thấy là mấy con tàu nó đang rất là thịnh hành cái thị trường, cho nên các ông ấy hay làm về mấy con tàu. Thì riêng về máy tàu thì em cũng không khoái cho lắm, cũng không thiết tha gì cho lắm. Rồi ok, thì đây là cái clip nhanh về ba con này thôi, còn cái so sánh camera em sẽ hẹn các bác ở cái clip sau nhé, các bác nhớ đón xem nhé. Ok, chào các bác.